Bộ Công an điều tra vụ đôi vợ chồng bốc biển số xe siêu đẹp bất thường. Liên quan đến vụ hai vợ chồng cùng bốc được biển số đẹp bất thường, ngày 31 tháng 3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, Bộ Công an đã cử các cục nghiệp vụ vào điều tra xác minh vụ việc. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đồng Nai xác minh điều tra quy trình bốc số xe máy của đôi vợ chồng trên có bất thường hay không. Trước đó, trên mạng xã hội đã xôn xao việc hai người dân đem 4 chiếc xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm chọn biển số và đều chọn được các biển số rất đẹp. Cụ thể, người đàn ông bấm được 2 biển số 60B6-88889 và 60B6-88886, còn người phụ nữ bấm được 2 biển số 60B6-88888 và 60B6-88868. Điều bất ngờ hơn nữa, hai người được chọn biển số đẹp trên lại là hai vợ chồng. Khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, một số người hoài nghi về quy trình bấm biển số. Trước vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh thông tin. Một số máy móc, thiết bị phục vụ việc bấm biển số tại đây cũng bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra. Trong khi Công an đang xác minh vụ hai vợ chồng bốc được biển số xe đẹp bất thường, thì tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy mang biển số 60B6-88888. Đặc biệt, số xe này trùng với một trong 4 biển số xe đẹp bất thường mà hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn đã bốc được trước đó. Cùng với đó, sau nhiều ngày xôn xao dư luận, hai người trong cuộc đã lên tiếng về câu chuyện bốc biển số. Cặp vợ chồng may mắn bốc được biển số đẹp là anh Trương Tấn P, 32 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Tùy T, 34 tuổi, cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chia sẻ với báo chí, anh P cho biết hai vợ chồng anh làm nghề buôn bán xe máy đã nhiều năm nay. 4 chiếc xe máy nổi tiếng trên mạng xã hội những ngày vừa qua cũng được anh P mua về để kinh doanh. Trong câu chuyện của mình, anh P cũng tỏ ra khá lo lắng khi sự việc anh và vợ may mắn bốc được biển số đẹp lại gây xôn xao dư luận. P kể, tôi mua 4 chiếc xe máy này cách đây 21 ngày và đến ngày 29 tháng 3 mang xe ra xã Sông Nhạn để bốc biển số. Khi mua, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ cho ra tên chủ xe và bấm biển số xe như bình thường. Bản thân tôi, chuyện mua bán xe, giấy tờ thường do cửa hàng lo hết. Anh P cũng nói rằng bản thân không can thiệp gì về chuyện bấm biển số xe. Chỉ đến ngày cửa hàng hẹn lên bấm số thì B đưa xe lên bấm biển số. Quy trình bấm biển cũng do bên cửa hàng bấm, chứ tôi không trực tiếp bấm. Bên đó chủ động hết, hai vợ chồng chỉ ký hồ sơ, P nhấn mạnh. Tương tự, chị T là vợ của anh P cũng khẳng định không tham gia vào việc bấm lấy biển số xe đẹp. Mọi chuyện là do cửa hàng lo. Về số phận của những chiếc xe trên, P cho biết ngay sau khi bấm ra các biển số đẹp, chiếc xe Jazz được gắn biển số 60B6-88888 đã được bán với giá 1,5 tỷ đồng cho một người ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hai chiếc xe máy mang biển số 60B6-88888 và biển số 60B6-88868 cùng mang nhãn hiệu Jazz thì có một chiếc xe nguyên trong thùng thời điểm tôi mua có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại một giá 300 triệu đồng, P chia sẻ thêm.